chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch Vĩnh Hy Ninh Thuận 2 ngày 1 đêm tự túc. Hồi đó không biết sao mà mình lại thích cái tên Vịnh Vĩnh Hy lắm, nghe nó cứ lạ lạ ngộ ngộ vui tai sao á. Vì thế mà trong một lần cả đám rủ nhau đi phượt Phan Thiết đổi gió cho vui, thì tự dưng đến được Phan Thiết rồi lại kêu thôi ráng chạy thêm vài tiếng nữa đến Vĩnh Hy chơi luôn đi. Thế là cả đám kéo nhau lên Vĩnh Hy chơi. Rồi trong cái đợt đi du lịch Nha Trang vừa rồi, mình cũng đã có chuyến đi đến Ninh Thuận khám phá tiếp, nên cũng có kha khá kinh nghiệm du lịch Vĩnh Hy tự túc. Nếu các bạn cũng đang lên kế hoạch cho lần đầu phượt Vĩnh Hy thì hãy xem video của mình nhé. Những lý do phải đi Vĩnh Hy một lần trong đời. Vĩnh Hy rất dễ đi và cũng dễ sắp xếp thời gian cho chuyến du lịch Vĩnh Hy tự túc. Giá cả dịch vụ rất rẻ vì ở Vĩnh Hy chưa quá phát triển du lịch. Nhiều địa điểm du lịch Vĩnh Hy còn rất hoang sơ. Bãi biển Vĩnh Hy trong vắt, xanh ngắt, mát rượi. Vĩnh Hy chỉ là một thôn nhỏ cho nên các bạn chỉ cần mất 2 ngày 1 đêm là khám phá được hết Vĩnh Hy. Nếu các bạn nào muốn phượt Vĩnh Hy thì đi xe máy cũng được nha. Mình có 2 lần du lịch Vĩnh Hy, một lần là phượt xe máy, đi từ 11 giờ đêm hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau là đến nơi. Còn lần thứ hai thì mình đi du lịch Vĩnh Hy xuất phát từ Nha Trang, đến Ninh Thuận chỉ khoảng 2 tiếng, tính cả thời gian dừng nghỉ rồi. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có khá nhiều chuyến xe khách lẫn tàu hỏa đến Ninh Thuận. Các bạn nào ngán chạy xe thì có thể book vé cũng được nha. Chỉ cần các bạn lên Google search từ khóa vé xe Sài Gòn Ninh Thuận là sẽ ra những nhà xe uy tín cho chuyến xe đến Vĩnh Hy à. Phần phương tiện thì mình chỉ nói sơ qua vậy thôi nha. Mình sẽ tập trung ở phần lịch trình du lịch Vĩnh Hy 2 ngày 1 đêm tự túc. Cứ cho là các bạn đã đến được Ninh Thuận rồi nha. Vậy thì lịch trình khám phá du lịch Ninh Thuận của mình như thế nào cho chuẩn, cũng như đi được nhiều địa điểm du lịch gần Vĩnh Hy nhất. Lịch trình ngày 1 khám phá Vĩnh Hy Ninh Thuận: tham quan đồng cù suối Tiên, đảo Bình Hưng, Vĩnh Hy, lặn ngắm san hô và nghỉ ngơi. 9 giờ sáng thì mình sẽ tham quan đồng cù suối Tiên, đến 11 giờ đến Bình Hưng ăn trưa, 13 giờ về Vĩnh Hy check-in nhận phòng. Chiều thì thuê tàu đáy kính lặn ngắm san hô, 15 giờ về khách sạn nghỉ ngơi, 18 giờ ăn tối tại công viên của thôn, tối đi cà phê ngắm biển. Trước khi đi du lịch Vĩnh Hy, mình cứ tưởng Vĩnh Hy chỉ đơn giản là Vĩnh Hy thôi, tức là chỉ có biển, có san hô để lặn ngắm san hô thôi chứ. Nhưng mà không ngờ gần Vĩnh Hy còn có rất nhiều địa điểm du lịch Ninh Thuận nổi tiếng khác á. Đồng cù suối Tiên không nằm ở địa phận tỉnh Ninh Thuận nha các bạn, mà nằm ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Tuy nhiên vì cũng khá gần với Vĩnh Hy cho nên bọn mình quyết định sẽ ghé qua trước yên một chút để chụp hình với những em cừu siêu đáng yêu. Địa chỉ đồng cừu suối Tiên tọa lạc ở xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Giá vé vào cổng là 40.000 đồng cho một người lớn. Đồng cừu suối Tiên nằm giáp ranh tỉnh Ninh Thuận, trên đường đi Vĩnh Hy, cách quốc lộ 1 chỉ khoảng 1 km. Đây là khu đất rộng lớn với những tiểu cảnh khá đẹp mắt, với con suối chạy vòng về mát rượi. Điểm nhấn của địa điểm du lịch gần Vĩnh Hy này chính là đàn cừu với gần 100 con được chăm sóc kỹ càng với mục đích là để các bạn tới đây check-in chụp hình. Thời điểm tham quan đồng cừu suối Tiên đẹp nhất là từ 8 giờ sáng đến 10 giờ và chiều là từ 15 giờ trở đi nha. Những chú cừu ở đây khá thông minh cho nên chúng rất biết hợp tác với các bạn để tạo ra được những bức hình siêu chất cực đáng yêu. Tổng cộng ở đây có gần 100 con, chú nào chú ấy đều có một bộ lông bồng bềnh siêu đẹp. Các bạn cứ tha hồ bồng bế chúng vuốt ve mà không hề sợ chúng nổi cáu đâu. Đặc biệt thì tại đồng cừu suối Tiên còn được xây dựng thêm một chiếc cầu thang hình xoắn ốc nổi bật, đảm bảo sẽ có 1.000 góc ảnh sóng ảo lung linh, cuốn hút vô cùng. Khi đến đồng cừu suối Tiên thì các bạn không chỉ có thể check-in trong khung cảnh thiên nhiên thanh bình nên thơ, mà còn có thể thỏa sức chơi đùa với đàn cừu, đi dạo, chèo thuyền ngắm cảnh trên suối Tiên, ngắm hoàng hôn trên tháp cao, hoặc là tổ chức những bữa tiệc cùng với nhóm bạn ở ngoài trời. Còn với những cặp đôi đang có dự định về chung một nhà thì đồng cừu suối Tiên còn là phim trường tuyệt đẹp giúp các bạn lưu lại những bức ảnh cưới để đời. Chơi bời với mấy chú cừu ham ăn này chán chê rồi thì cũng gần đến giờ cơm trưa nên mọi người quyết định sẽ qua Bình Hưng ăn trưa và xuống Ninh Thuận để khám phá Vĩnh Hy nha. Trong chuyến du lịch Vĩnh Hy 2 ngày 1 đêm tự túc của mình lần này, mình được dùng 2 bữa ăn thôi, nhưng bữa ăn ở Bình Hưng là mình nhớ nhất. Muốn sang được Bình Hưng thì các bạn phải đến được Bãi Kinh. Từ đồng cừu suối Tiên các bạn qua bên Bãi Kinh chỉ mất khoảng 15 km, đi có tí tẹo rồi đến à. Nếu các bạn từng nghe đến thiên đường biển đảo Tứ Bình, bao gồm có Bình Ba, Bình Hưng, Bình Tiên, Bình Lập, thì chắc chắn cũng hiểu Bình Hưng đẹp như thế nào rồi đúng không? Mọi người đến được Bãi Kinh thì giật hết cả mình, không tin nổi vào mắt mình luôn, vì Bãi Kinh quá đẹp. Trên video do ánh sáng cho nên các bạn sẽ không cảm nhận được độ xanh trong của biển Bãi Kinh đâu. Nước ở đây màu xanh ngắt, nhàn nhạt, trong vắt nhưng lại êm cực kỳ. Lâu lâu thì có vài chiếc thuyền nhỏ vào Bãi Kinh để đưa khách ra nhà bè. Mỗi lượt di chuyển như vậy chỉ có 10.000 đồng thôi nha các bạn.
Vì mình có liên hệ đặt bàn trước với nhà bè Hồng Nhan nên phần tiền vé 10.000 này bên mình sẽ không cần phải chi trả đâu. Khi tàu vô bờ thì các bạn lên tàu cẩn thận nha. Khi đã ổn định trên tàu rồi thì các bạn hãy phóng tầm mắt ra xa. Lâu lâu thì đảo xuống phía trước mặt một tí, sẽ thấy thiên nhiên đã ban tặng cho miền Trung nắng gió này những bãi biển đẹp đến mê mẩn. Đi chừng 10 phút là sẽ đến được nhà bè ở Bình Hưng. Người dân ở đây chủ yếu nuôi tôm hùm và các loại hải sản để cung cấp cho những nơi khác. Chính vì thế các bạn sẽ thấy nước biển ở Bình Hưng mặc dù xanh ngắt nhưng lại không trong như ở khu vực Bãi Kinh. Đến được nhà bè Hồng Nhan rồi, bọn mình chưa vội order ngay món mà sẽ đi vài vòng tham quan nha. Ăn ở nhà bè thì có giá hơi cao một tí, nhưng được cái là hải sản con nào con nấy chắc nịnh nịch, ăn tới đâu ngọt tới đó. Ở đây thì có mấy bé nhỏ sống ở phía đất liền, cũng có dịch vụ chèo thúng chở các bạn đi tham quan nữa nha. Mình thấy bé ra giá là 50.000 đồng cho một người. Bạn nào muốn có nhiều trải nghiệm trong chuyến du lịch Vĩnh Hy tự túc 2 ngày 1 đêm của mình thì hãy trải nghiệm thêm. Riêng mình vì vừa ăn no cho nên cũng ngại đi quá, sợ say sóng thì có mà ói ra mặt xanh mặt vàng. Ăn trưa xong thì cũng là tới đầu giờ chiều rồi, cả đoàn sẽ thẳng tiến về Vĩnh Hy nhận phòng và nghỉ ngơi để lấy sức đi tiếp. Ở thôn Vĩnh Hy thì không có quá nhiều khách sạn đâu nha các bạn, chỉ có mỗi resort Vĩnh Hy là có vẻ được đầu tư, còn lại toàn là nhà người dân có dư vài phòng thì họ làm nhà nghỉ thôi. Mà giá phòng khách sạn Vĩnh Hy cũng rẻ lắm, từ 250.000 đồng là cũng có một phòng ngủ qua đêm rồi. Vì Vĩnh Hy còn hoang sơ mà, ở trên thì mình cũng có nói rồi đó. Cho nên là các bạn cũng đừng trông chờ quá nhiều vào những dịch vụ tiện ích cao cấp như những địa điểm du lịch nổi tiếng khác ở Việt Nam nha. Mình đặt phòng ở resort Vĩnh Hy luôn, giá thuê phòng này là khoảng 500.000 đồng một phòng một đêm cho hai người. Nhận phòng xong thì vô tắm táp xíu, bôi lại kem chống nắng, rồi ra thuê tàu đáy kính để đi lặn ngắm san hô. Biển đẹp như thế này thì chắc chắn phải đi tàu tham quan biển và lặn ngắm san hô rồi. Các bạn có thể đặt tour với tàu ngay tại vịnh hoặc là để được đưa đón bằng xe điện ra bến tàu thì các bạn vào thẳng resort Vĩnh Hy luôn. Liên hệ đặt dịch vụ ở đó luôn nha. Và nên đi đông khoảng trên 10 người thì giá sẽ rẻ hơn. Giá dao động từ 100 đến 150.000 đồng cho một người đi lặn là ok. Vì đây là giá chung rồi, chênh lệch kia cũng chỉ là chênh lệch giữa số lượng nhiều và số lượng ít thôi. Nếu ít người thì các bạn cần vất vả mặc cả một chút. Khi đã tới được rạn san hô tại vịnh Vĩnh Hy thì tàu sẽ dừng lại để cho các bạn tham quan. Nếu các bạn biết bơi thì tốt quá rồi, chỉ cần một chiếc kính lặn và ống thở là có thể thỏa thích bơi cùng đàn cá dưới nước trong vắt và ngắm nhìn những làn san hô tuyệt đẹp. Còn nếu các bạn không biết bơi thì các bạn vẫn có thể ngắm san hô qua đáy tàu bằng kính đó. Mình thì không biết bơi cho nên đặt dịch vụ đi tàu đáy kính ngắm san hô cho thích. Muốn tham gia tour này thì các bạn nên đặt trước với tàu ngay tại vịnh. Khu vực ngắm san hô cách vịnh khoảng 3 km. Khi đến nơi thì tàu sẽ tắt máy để cho các bạn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của rừng san hô nhiều màu sắc cũng như là những đàn cá nhỏ lượn lờ dưới san hô. Nếu ai bị say sóng thì ra được đến khu vực có thể tắm biển được thì cứ nhảy một cái đi là hết say sóng liền à. Thiệt đó, nhưng mà nhớ trước khi nhảy xuống thì dặn mọi người trong đàn để ý mình nha, còn vớt lên kịp. Nói vui vậy thôi chứ khỏi cần xuống biển mới nhìn thấy san hô, các bạn chỉ cần ngồi trên tàu nhìn xuống đáy kính cũng đã thấy rõ mồn một rạn san hô thiên nhiên đang đông đưa trong làn nước rồi. Chơi chán chưa nào? Mình thì chưa chán đâu, nhưng vì hơi mệt. Do sáng giờ lịch trình Phượng Vĩnh Hy tự túc dày quá cho nên mình cũng hơi choáng một tí. Về khách sạn nghỉ ngơi, rồi tối đi ăn tối hải sản thôi. Vì cái thôn Vĩnh Hy nó nhỏ xíu à, đúng như tên gọi là thôn luôn. Ở đây nhà nào cũng biết nhau hết. Mấy cô chú ở đây nói, ở thôn Vĩnh Hy mà lấy xe máy đi cái vèo từ đầu thôn đến cuối thôn chỉ khoảng 15 phút thôi. Tối đến thì mọi người kéo nhau ra công viên chỗ bến tàu ăn tối. Buổi tối thì tại công viên này bán rất nhiều món ăn đậm chất đặc sản Vĩnh Hy mà giá lại rẻ hết hồn luôn. Cái bánh 2.000, một cuốn gỏi cuốn to đùng cách mạng có 10.000. Chỉ có giá hải sản là hơi cao thôi, tức là cao so với mặt bằng chung các món ăn chứ không phải là mắc nha. 4 người ăn thì gọi chừng 800-900.000 là ăn tẹt ga, ăn sấp mặt cũng chưa hết món. Ăn xong rồi thì ai thèm cà phê cà pháo gì đó thì tìm quán cà phê ngồi nha, hoặc đi dạo vòng vòng ngắm đường ngắm phố cũng vui, gió biển thổi vào mát lắm. Ngày hôm sau là chỉ còn tham quan thêm 1-2 địa điểm du lịch gần Vĩnh Hy thôi là mình sẽ tạm biệt nơi này rồi. Kinh nghiệm Phượt Vĩnh Hy tự túc của mình đó chính là làm gì thì làm, các bạn nên chuẩn bị hết mọi thứ để xuất phát về lại thành phố Hồ Chí Minh lúc 12 giờ trưa nha. Trễ hơn thì các bạn sẽ đến được thành phố Hồ Chí Minh khuya lắm, qua hôm sau thì không còn sức mà đi làm nữa đâu.
Lịch trình khám phá Vĩnh Hy 2 ngày 1 đêm ngày cuối cùng. Check in hang rái và tham quan vườn nho Thái An, cuối cùng là thẳng tiến về lại thành phố Hồ Chí Minh. 8 giờ, mọi người sẽ check in hang rái nơi có những bãi san hô cổ lên đến cả triệu năm. 10 giờ, check in vườn nho Thái An, mua đặc sản Ninh Thuận về làm quà. 11 giờ, chuẩn bị hết mọi thứ, thẳng tiến về lại thành phố Hồ Chí Minh. Ăn sáng xong rồi thì đến hang rái. Địa chỉ hang rái ở Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận. Giá vé vào cổng chỉ có 20.000 đồng cho một người. Cổng vào hang rái rất dễ nhìn thấy vì cổng chào rất lớn. Đi xe vào trong các bạn sẽ thấy ngay điểm mua vé. Giá vé là 20.000 đồng. Anh bán vé sẽ hướng dẫn các bạn đi xe vào trong và gửi xe là 5.000. Gửi xe xong thì các bạn đi bộ vào phía trong để tham quan. Con đường này cũng được trải bê tông đẹp cho nên các bạn có thể ngắm cảnh trên đường bộ với đồng cỏ và sóng biển vỗ về ở xa xa. Sau đoạn đường dốc với những bậc thang thì hang rái hiện ra trước mắt với rạn san hô cổ khổng lồ. Người ta còn ví hang rái là sao hỏa hay mặt trăng bởi vì bãi san hô cổ thần thánh này được thiên nhiên kiến tạo lên đến hàng triệu năm. Với bề mặt lồi lõm nhấp nhô, sắc nhọn, với rất nhiều hình dáng kỳ thú và nếu các bạn không cẩn thận khi di chuyển thì có thể bị thương. Bề mặt san hô còn đang xen thêm rất nhiều khoảng lõm xuống tròn vo và nếu để ý kỹ, các bạn sẽ thấy nó sáng lấp lánh. Điều thú vị đó được kết hợp giữa tinh thể muối bám trên lớp san hô và ánh sáng từ mặt trời. Hang rái còn gây ấn tượng bởi những khối đá nhiều hình thù nằm xếp chồng lên nhau một cách ngẫu nhiên, tạo nên rất nhiều hang động lớn nhỏ và đẹp mắt. Các bạn có thể thả sức tác nghiệp, sức yên mệt nghỉ để tạo ra được những bức ảnh siêu ảo diệu. Tuy nhiên hãy cẩn thận chú ý để đảm bảo an toàn vì nơi đây các tảng đá thường phủ đầy rêu nên rất dễ chân trượt. Khoảng 10 giờ rồi thì mọi người lấy xe đến vườn nho Thái An. Mặc dù chỉ đi du lịch Vĩnh Hy 2 ngày 1 đêm tự túc thôi nhưng mà cũng nên kết quả mang về chứ. Ninh Thuận thì nổi tiếng với nho và những sản phẩm được chế biến từ nho. Các bạn có thể ghé vào bất kỳ vườn nho nào cũng được. Nếu vườn nho nó đang hết nho thì người ta sẽ dẫn các bạn đến vườn nho khác để tham quan. Nên các bạn không sợ không tìm được nho đâu. Vườn nho thôn Thái An thuộc thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Giờ mở cửa từ 7:30 đến 17:30 hàng ngày. Giá vé vào tham quan vườn nho là miễn phí. Các sản phẩm nho cho các bạn tham khảo. Nho tươi loại 1 khoảng 50.000 đồng cho 1 kg. Nho tươi loại 2 khoảng 40.000 đồng. Còn nho tươi loại 3 là 30.000 đồng. Trong đó mật nho là 60.000 đồng một chai, rượu nho là 50.000 đồng một chai, nho rim là 50.000 đồng một hũ và nho khô cũng là 50.000 đồng cho một hũ. Khi đến với vườn nho Thái An thì dù bất kỳ đâu, bất kỳ không gian nào, các bạn cũng sẽ chỉ thấy một khu vườn chỉ trái và trái. Đó là điều đặc biệt mà không nơi nào có được ngoài vườn nho Thái An. Tất nhiên là đến vườn nho Thái An thì phải cắt nho lựa nho cho mình rồi. Khi đến vườn nho Thái An, các bạn sẽ được hướng dẫn cách cắt nho sao cho lựa được nho ngon, ngọt, không bị gãy cành ở những trái còn lại. Đặc biệt là các bạn sẽ được đưa một chiếc kéo nhỏ. Việc của bạn là sẽ tìm một trái thật đỏ, thật sẫm, thật tròn, thật căng mọng nước và bột một phát. Chùm nho nằm gòn lõn trong vỏ rồi. Tuyệt đối không được bứt những trái nho còn trên cành nha các bạn. Vì không khéo, các bạn sẽ làm sập cả dàn nho. Mua đồ đặc sản Ninh Thuận rồi thì đóng gói kỹ càng, thẳng tiến về lại thành phố Hồ Chí Minh nha. Nếu như các bạn nào còn thấy hơi tiếc nuối vì chuyến du lịch Vĩnh Hy 2 ngày 1 đêm diễn ra quá nhanh chóng thì bạn cũng giống mình đó. Tự nhiên trên xe đi về rồi lại thấy tiếc tiếc vì mới đến hôm qua mà hôm nay đã kết thúc chuyến du lịch Vĩnh Hy 2 ngày 1 đêm rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng thôi vì Vĩnh Hy chưa quá nhiều các khu vui chơi giải trí, cũng không có nhiều địa điểm du lịch Vĩnh Hy nào khác ngoài những điểm trên thì nên là đi du lịch Vĩnh Hy 2 ngày 1 đêm là vừa. Với lại đi nhiều quá sẽ làm cho lịch trình bị lê thê, lần sau các bạn muốn đến du lịch Vĩnh Hy nữa thì lại không còn hứng thú gì nữa rồi. Và đây chính là lịch trình khám phá Vĩnh Hy 2 ngày 1 đêm tự túc của mình. Hy vọng các bạn tham khảo, có thể sẽ thiết kế được cho mình một lịch trình khám phá Vĩnh Hy 2 ngày 1 đêm thú vị và hấp dẫn hơn nha. Các bạn thấy video hôm nay của blog du lịch như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cảm nhận của mình nha. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm đi du lịch. Chúc các bạn sẽ có được những chuyến đi thật nhiều niềm vui và trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.